Tại cơ sở sản xuất rượu sim, các bạn sẽ được tham quan cái vườn sim và cái quy trình làm ra một cái chai rượu sim. Sau đấy thì các bạn có thể vào cái showroom ấy, các bạn sẽ được thử một số loại rượu. Nếu có nhu cầu thì các bạn có thể mua một số sản phẩm chế biến từ sim như rượu sim, xì dầu sim, mật sim và cả cái kẹo sim nữa. Mình đang ở trong cái chỗ vườn tiêu Huỳnh Thi đây. Tại đây thì nếu như mà ai mà thích tham quan cây tiêu thì có thể ra đây. Mọi người chụp hình đây nhất rất đẹp này. Ở đây thì sẽ có cây tiêu rồi có cả quả nữa. Các bạn nào mà chưa biết cái quả tiêu nó như nào, cây tiêu như nào thì có thể ra đây tham quan. Sau đấy thì các bạn có thể vào trong cái showroom kìa. Trong showroom này thì họ sẽ bày một số cái sản phẩm được chế biến từ tiêu và thậm chí có bán cả cái tiêu xanh nữa. Thì bạn nào mà có nhu cầu muốn thử hay muốn tham quan hay muốn mua đồ ấy thì có thể vào trong đấy. Mình vừa vào xong cái cơ sở sản xuất ngọc trai Phú Quốc Ngọc Bảo này.
Đây là một trong 4 cái cơ sở sản xuất ngọc trai hiện nay ở Phú Quốc. Trong đấy thì cái này mới, cách đây có 1 năm thôi. Thực sự là rất mới, rất đẹp. Và tương họ cũng rất nhiệt tình, khi mà vào đây thì họ sẽ thuyết minh về cái quy trình để sản xuất ngọc trai. Sau đấy thì có vào cái showroom. Nhưng mà các bạn ấy rất là nhiệt tình, một cái mức độ mà khiến mình cảm thấy, hay kể cả những khách khác ấy, họ cũng cảm thấy nó cảm thấy không được thoải mái cho lắm ấy. Nhưng mà cái showroom thì đẹp, nói chung mọi thứ cũng khá là ổn. Trong đấy thì cái cơ sở sản xuất ngọc trai Ngọc Hiền và Phú Quốc Ngọc Bảo này là mình nghĩ rằng là ok nhất, thì các bạn có thể lựa chọn khi mà các bạn đi Phú Quốc. Tại sao cái đẹp cát nó trắng? Không, chỉ sạch vẹo thấy trắng và trắng tinh. Đúng rồi, chính xác, sạch vẹo tại sao cát giống nhau. Có điều là em biết rồi, ở trên rạch Vẹm ấy nó có một cái bất lợi, nó là cái mùa mưa nước ở trên núi nó chảy nhiều quá, nó lại cuốn theo lá cây rừng nhiều ấy, chứ không là nếu mà nó chỉ độc cát không ấy thì cũng đẹp lắm em ạ, trong veo xanh ngắt ấy thì cá nó trắng rồi. Mà mùa này bên Trần Hưng Đạo, mặt biển bên Trần Hưng Đạo, Novotel bãi dài Vinpearl cũng bầu dọc cái bên đấy là đẹp hết. Gành Dầu cũng có lại lên nhìn bên đấy mặt biển sướng lắm. Mình đang ở chùa Hộ Quốc. Đây là một ngôi chùa mà chắc chắn các bạn phải đến khi mà các bạn đi Phú Quốc. Tại vì đây là một ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ đẹp. Đây, mặt sau này thì hướng núi, mặt trước thì hướng biển, giống y như hệt như cái chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng ấy. Đặc biệt là cái ngôi chùa này thì hiện nay họ tu sửa gần như hình như xong rồi sao ấy. Chứ 2 năm trước thì mình đến thì vẫn đang tu sửa, có rất nhiều cái chưa xong. Còn bây giờ thì mọi thứ đã rất đẹp rồi. Đó, cực kỳ đẹp. Nhưng mà tiếc là cái mùa này thì cái biển ở phía mặt, ở phía chỗ này thì nó không được đẹp thôi. Tại vì đến tầm tháng 3 thì cái biển ở đây nó mới đẹp nhất. Tại vì đang cái mùa gió thì nó sẽ bị, bên này nó bị đục một chút. Đó, nhưng mà không sao, đây là một cái view cực kỳ đẹp. Nếu như mà các bạn đi tầm tháng 3, tháng 4 ấy thì sẽ là cái thời điểm đẹp nhất ở cái chỗ này. Khi mà đến đây thì các bạn có thể tranh thủ các bạn có thể thắp hương rồi chụp hình cũng được. Đó, nói chung là một cái địa điểm tâm linh mà chắc chắn là các bạn không nên bỏ qua khi mà các bạn dự định đi phía Đông Nam Phú Quốc. Cái địa điểm này thì nó cũng nằm trên trong cái một cái vòng tròn khi mà các bạn đi tham quan thôi. Thế nên các bạn nên ghé qua. Rất đẹp, thực sự nó là một cái địa điểm mà không thể bỏ qua được. Mùa Bắc thì nếu mà mùa nào thì mùa như hiện tại đang mùa này đi thì sóng lại đánh từ lại bên rạch Giá qua cũng to, sau đó ra các hòn ấy thì nó có hai mặt, hòn thơm có hai mặt. Ví dụ như nhà nào mà đợt trước nó chưa làm cái hòn thơm cắp treo này thì nhà nào nó có hai cái nhà mặt bên này một cái, mặt này cái, thì mùa này thì nó lại chuyển sang này, nó ở nó lui bè xong rồi mùa hè thì mặt bên này sóng lớn thì nó lại chuyển qua mặt bên này, nó ở nó nuôi cá. Nhà nào có hai cái nhà mà. Buổi trưa thì mình có ghé qua một cái quán mà nó nằm ngay đối diện cái đường vào bãi sao ấy, đó là quán Oanh. Nói chung thì đồ ăn ở đây rất ok, giá cả hợp lý, là một trong những cái lựa chọn mà các bạn rất đáng để cân nhắc khi mà các bạn đi Đông Nam Phú Quốc. Ngoài ra thì các bạn có thể vào thẳng bãi sao các bạn ăn, giá cả ở đây sẽ cao hơn một chút, tuy nhiên thì lại có một cái view biển cực kỳ đẹp, tại vì nhà hàng nó ngay sát biển mà.
hay là bạn nào mà muốn ăn ở Hàm Ninh ấy, thì các bạn có thể ghé qua Hàm Ninh ăn. Tuy nhiên thì sau đó thì mới đi chùa Hộ Quốc nhé. Mình đang ở Vai Sao. Đây là một địa điểm mà chắc chắn các bạn chắc sẽ không bao giờ bỏ qua khi mà các bạn đi Đông Nam Hàn Quốc đâu. Nhưng mà tuy nhiên thì cái mùa này thì cái biển ở đây nó hơi sóng, thậm chí là nó sẽ có rác, tức là nó sẽ trôi từ trong đất, trong chỗ rạch giá ấy, đi vào trong này. Thế nên nếu như mà không được dọn ấy thì cái biển ở đây thì nó hơi dơ. Nhưng mà thấy các bạn có thấy là nó không phải quá dơ đâu, tại vì được cái khu khách sạn và chỉ dọn nhà hàng ở đây họ dọn dẹp rồi. Thế đây là cái xích đu mà mọi người muốn chụp hình ở đây thì vẫn sẽ mất phí nhá, 20.000 một người. Các bạn chỉ cần ra đây ngồi thôi là sẽ có người ra đấy cái thu tiền của bạn. Còn dọc cái chỗ này thì sẽ là một dạng dừa cực kỳ đẹp. Đây cũng là cái chỗ mà mình thấy cái bãi biển nó đẹp ở Bãi Sao đẹp nhất, tại vì nó có hàng dừa này. Còn trên kia thì nó không có nhiều dừa cho lắm. Trên kia thì chủ yếu là có nhà hàng rồi một số cái dịch vụ khác. Còn dọc bãi biển này thì sẽ có những cái chỗ mà người ta để cái ghế này. Đây là cái ghế mà các bạn chắc chắn các bạn phải thuê nhá, thì các bạn mới được ngồi nhá. Giá tầm khoảng 50-100.000 một người một ghế. Thì nếu như có nhu cầu mà các bạn nghỉ ngơi, các bạn tắm nắng thì các bạn có thể thuê ở đây. Bãi Sao này thì cát cực kỳ trắng, trắng cực kỳ trắng. Đây là một trong những bãi biển mà mình cảm thấy thích nhất ở Phú Quốc. Còn dọc phía trên kia thì các bạn sẽ có một số cái dịch vụ, ví dụ như mô tô nước này, hay là dù bay, hay là cái dịch vụ hàng quán ấy, thì các bạn có thể ăn ở trên đấy. Mình đang bám theo một cái đoàn mà họ thuê hướng dẫn viên, họ thuyết minh. Chứ còn nếu như các bạn đi mà không có hướng dẫn viên ấy, không người thuyết minh thì các bạn như vịt nghe sấm, không hiểu gì cả. Và nó mất đi cái hay của cái điểm mà du lịch kiểu như mang tính lịch sử như này ấy. Đại gia tổng sản Việt Nam Quốc được xây dựng từ năm 1967. Đến năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, người khu còn sống sót đều được trang trải ra. Diện tích của đài lúc đó rất rộng lớn là gần 5 km². Mỹ Nguyễn có dựng lên 12 khu thì tổng cộng là có 44 phân khu. Như một phân khu bé 2 đang được tái hiện ở đây. Lúc đó có khoảng 500 căn nhà tôn như thế kia. Được Mỹ Nguyễn dựng lên để mà giam nhốt hơn 4.000 chiến sĩ cách mạng. Tra tấn trong vòng 6 năm cây ngục sát hại khoảng 4.000 người tù. Và đến thời điểm này thì hơn 40 năm khai quật và tìm kiếm hải cốt các liệt sĩ là hơn 3.000 hải cốt đã được tìm kiếm ạ. Đại giam lúc ấy được bao xung quanh bởi những cái lớp hàng rào kẹp gai kẹp bướm của công sở Tina. 9 đến 12 lớp hàng rào như thế kia. Phía ngoài cùng là những cái lớp mìn trúc dài dày đặc bên ngoài, thì hiện tại những cái lớp mìn đó còn sót lại rất nhiều. Ở ngoài trời đây, đoàn chúng ta được xem đó là một loạt hình thức tra tấn bằng chuồng cọp kẹp gai. Nhà tù Phú Quốc chuồng cọp được làm lộ thiên ở phía ngoài trời, bên trên lại không có mái che.
khi người tù bị bắt ra nhổ cọp để tra tấn thì hầu như cây ngục đánh đập người tù đến lúc kiệt sức ạ. Ra đây chúng đạp người tù chúi nhủi vào trong những cái rọ gạch gai, gai mới cào rất nát hết da thịt của người tù ra. Sau đó nắng nóng lên thì cây ngục đem muối hòa với nước tưới lên trên da thịt người tù. Khi mặt trời chiếu vào, những cái lớp da người tù bị rột đi và bóc đi từng cái lớp một ạ. Và ở chuồng cọp rồi, người tù ăn uống vệ sinh ở trong hơn 3 đến 5 ngày. Không còn sức chịu được, người tù sẽ chết trong chuồng cọp gạch gai ạ. Tiếp theo em mời đoàn chúng ta di chuyển qua bên này, xem mô hình chuồng cọp nó xuôi. Chi chị được là mới làm ạ. Khánh thành ngày 15 tháng 3 2013 để cho quý khách đi bộ vòng quanh di tích. Chúng ta không phải đi ngược trở lại. Ngay phía dưới lòng đường hầm bên tay trái và mình xem được thì chính là các thác người tù đào đất để con vượt ra ngoài. Đường hầm lúc xưa rất hẹp, chỉ có những người tù dưới 40kg mới trườn được đường hầm để mà ra thôi ạ. Và khi trong trại giam để đào được đường hầm vượt ngục thành công, các bác tù binh đã dùng những cái muỗng, cái thìa ăn cơm, quai ga cà mèn cũng như thang cọc sắt hàng rào mà đào từng lớp đất nhỏ một. Sau khi đào được xong những cái lớp đất ở trong đường hầm rồi, là quá trình vận chuyển đất để mang ra ngoài đi giấu. Bằng cách người tù sẽ bỏ đất vào túi quần túi áo ạ. Để mỗi lần mà cái ngục cho ra ngoài tắm rửa vệ sinh, các bác tù binh sẽ mang theo được đất đường hầm ra phía ngoài mà giấu luôn. Hay những lúc trời mưa thì đặt những cái lớp đất vừa đào được ở ngay dọc mái tôn nhà tù cho mưa dội những cái lớp đất mới ra đi. Khi như thế thay phiên nhau đào và vận chuyển đất để mang ra ngoài. Trong vòng 6 tháng đường hầm ở phân khu B2 này, các bác đã đào thành công hơn 80 mét, vượt qua những cái lớp hàng rào khu giam. Sau đó vào đêm 20 tháng 1 năm 69, đã trổ miệng đường hầm và vượt ngục được thành công 21 người tù ạ. Đường hầm mở phía bên tay trái đoạn chúng ta được xem chỉ là mang tính minh họa, không phải đường hầm thực tế ạ. Bởi vì đường hầm thực tế lúc xưa, sau khi người tù đào thành công, đã bị cơ ngục phát hiện nên chúng lấp mất con đường hầm. Và theo thời gian đường hầm bị bồi lấp nên là hiện tại đã không còn được nguyên bản ạ. Sau khi các bác tù binh đã vượt khỏi con đường hầm và thoát khỏi những lớp hàng rào khô khan, các bác tù binh ra được vùng tự do. Lúc đó người tù lại không về đất liền như được ạ. Mà các bác tù binh lúc ấy đang men theo biển rừng, dọc mé biển ngược lên phía trên bắc đảo. Khi đó bà con huyện đảo hoạt động cách mạng đón được người tù vượt ngục ra, sau đó nuôi rồi ở trên đảo hoạt động cách mạng, chờ đến lúc giải phóng các bác tù binh mới trở về để đất liền. Và trại này khi xưa từng được ví như đường ngục trần gian, nơi ngày nào cũng có sự tra tấn hà nạn của những tay người ngục đối với các chiến sĩ cách mạng. Ngày nào cũng có cảnh máu rơi của người tù bị tra tấn đến chết, nhưng hiện tại không còn nữa. Vị trí này trở thành địa chỉ đỏ, là nơi cho du khách đến tưởng nhớ, tri ân các hùng liệt sĩ và nơi cho thế hệ trẻ Việt Nam, những người dân yêu nước quy tụ về đây học tập tinh thần chiến đấu, sự hy sinh bất khuất, gan dạ quên mình vì tổ quốc của các chiến sĩ cách mạng. Xin kính chúc quý khách có chuyến tham quan về di tích thật ý nghĩa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách. Giờ mình đang ra xe để về lại khách sạn. Trên đây là cái hành trình đi bờ Đông Nam Phú Quốc bằng việc thuê xe tự lái của mình. Các bạn hoàn toàn có thể cắt bớt những cái điểm các bạn thích đi để các bạn đi một cái hành trình riêng của bạn. Còn vấn đề thuê xe thì các bạn có thể liên hệ với cả thông tin thuê xe mình để trên đây. Và nhớ bạn là bạn của Long đẹp trai để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Mình đang ở Dinh Cộng. Đây là một trong những cái địa điểm mà ngắm hoàng hôn mà chắc chắn các bạn phải ghé qua khi bạn tới Phú Quốc. Đây là cái cảnh hoàng hôn hiện nay này. Ngày hôm nay trời rất đẹp nên hoàng hôn này chắc chắn sẽ ngắm rất đẹp.
Đây mọi người tập trung ở đây, khu này khu có một cái bãi biển này, chạy dọc bãi trường này. Mọi người sẽ tắm biển ở đấy. Còn bên đây là cái chỗ gửi xe. Mọi người cứ đến đây thì mọi người cứ vứt xe đây thôi, chứ cũng chẳng ai lấy đâu. À, đây là mấy cái anh đây. Mấy cái anh trật tự đang đi bắt mấy cái đồ của mấy cái cô chú bán hàng rong cũng khổ. Thế ra họ cho họ bán thôi, miễn là giữ sạch sẽ là được. Hiện nay họ mới làm thêm một cái khu này rất rộng rãi này, rất nhiều ghế mọi người lên đây mọi người ngồi nghỉ ngơi này, rồi chiều chiều ra đây ngắm hoàng hôn này. Thì góc này thì họ có một cái thùng gọi là cái thùng nước mắm, một trong những cái sản phẩm đặc trưng của cái huyện đảo Phú Quốc. Đây đa phần là người dân thôi chứ khách du lịch cũng ít, không có nhiều khách du lịch tắm ở đây đâu. Đến đây thì ngoài cái việc mà các bạn ngắm hoàng hôn ấy, thì các bạn có thể thắp hương để mà các bạn cầu khấn một chút, tại vì đây là một trong những cái điểm tâm linh mà nổi tiếng ở Phú Quốc. Ngày xưa thì mọi người hay đến đây kiểu đi biển ấy, thì đến đây thắp hương cầu khấn một chuyến đi biển an lành. Bây giờ thì kể cả những người bình thường ấy thì lên đây thắp hương đơn giản là cầu khấn mong những cái điều tốt lành cho bản thân rồi gia đình nữa. Đây là góc đẹp nhất của cái chỗ của dinh cộng này. Khi bạn ngắm hoàng hôn, chỗ này những cái mỏm đá này chụp hình rất đẹp. Đây trên cái chỗ cái ngọn hải đăng này cũng đẹp này. Nói chung là ai mà biết chụp thì thực sự ra những bức hình thực sự rất đáng ghen tị. Đây mình xuống dưới cho các bạn xem luôn nhé. Đó, mình vừa nói dở, tức là khi mà mình đến đây cũng chỉ đơn giản là mỗi lần mình đến Phú Quốc ấy, mình hay đến đây để mình thắp hương, mình cầu khấn mong cho một cái chuyến đi nó được thành công, một chuyến đi nó được an toàn, rồi có nhiều sức khỏe cho gia đình, rồi bản thân nữa. Đó, chỉ đơn giản thế thôi. Đây, góc này mọi người đứng đang chờ xếp hàng để mọi người chụp hình này. Tại vì góc này đây, cái hoàng hôn nó sẽ chiếu thẳng vào đây này, thì là cái chỗ mà đẹp nhất để mà các bạn chụp hình. Góc này cũng đẹp này. Góc này cũng là một góc mà các bạn có thể đứng các bạn chụp hình này. Đây. Nói chung là chỗ cái mỏm đá này là cái chỗ mà các bạn đứng ngắm hoàng hôn và chụp hình này là đẹp nhất. Ta thấy lại có mấy cái hàng dừa này chứ, nó lại càng ảo diệu hơn. Đây là cái khu mà dành cho những ai mà muốn cầu khấn thắp hương này. Đó. Phía bên trong này thì họ thờ Chúa với thờ Hai Cộng, kiểu như thờ mẫu ở ngoài Bắc ấy. Ai duy tâm thì có thể vào đây cầu khấn một chút. Đây, trên này cũng là một góc của các bạn có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp này. Đây, trên này thì có một cái lan can này, cũng rất rộng. Đó, thì mọi người đứng ở đây mọi người vừa ngắm cảnh vừa chụp hình này, rất mát. Đây, tàu đi câu mực. Đó, hay là tàu kia, họ sẽ di chuyển vào đúng cái thời điểm mà chuẩn bị có hoàng hôn ấy, họ sẽ di chuyển đi ra cái ngoài phía ngoài này. Các bạn sẽ ngắm trực tiếp hoàng hôn ngay trực tiếp tại biển, ở trên biển luôn, nó trực diện luôn, nó đẹp hơn ở đây rất nhiều. Thế nên nếu như các bạn dự tính các bạn đi ngắm hoàng hôn ấy, thì đi ngắm hoàng hôn và câu mực là một cái giải pháp mà các bạn có thể cân nhắc. Tuy nhiên thì muốn đi câu mực đẹp ấy, đi ngắm hoàng hôn đẹp ấy, thì chỉ vào cái thời gian mà mùa khô thôi nhá. Mùa mưa thì cảng nó không xuất phát từ đây, cảng dưới An Thới cơ, và khi đó thì các bạn sẽ không ngắm hoàng hôn được. Còn góc này là cái đường cầu cảng. Mình không rõ nữa nhưng mà hình như cái đường cầu cảng này về thôi, người ta không để ấy nữa, không để tàu thuyền đậu nữa sao ấy. Mà bây giờ họ làm thêm cái cầu cảng quốc tế ở dưới kia kìa. Xa xa kìa. Thì sau này thì tàu các thứ đậu hết ở chỗ chú ý. Thì góc này cũng có mấy cái nhà hàng đầu của cái cầu này, có mấy cái nhà hàng hải sản ngon, cũng rẻ. Đó, đây là một cái vị trí mà các bạn chắc chắn là các bạn phải đến khi mà bạn tới Phú Quốc, nếu như các bạn xác định các bạn muốn ngắm hoàng hôn, tại vì nó rất đẹp mà hoàn toàn miễn phí. Chứ ví dụ như một số quán bar thì đấy thì các bạn sẽ mất thêm phí, hay là các bạn đi khu vực thì các bạn mất phí. Mà đây cũng là một cái địa điểm nổi tiếng đấy chứ, thì tiện thì các bạn đi tham quan, các bạn đến đây thắp hương thì các bạn có thể đến đây ngắm hoàng hôn luôn. Sau đấy thì các bạn ra chợ đêm góc kia, chợ đêm ngay góc kia. Các bạn đi bộ là các bạn ra tới chợ đêm rồi, thì các bạn có thể ra chợ đêm chơi xong tối các bạn về.